đang đang chạy tới cái chỗ mà nó kiểm kiểm đồ lậu á, như là Mỹ lậu rồi đó, giống như nó kiểm cần sa nè, với lại mai thúy rồi đó. Việt Nam mình kêu mai thúy cho nhẹ nhàng ha. Để bắt coi vô tới đây nè. Thường thường á, những cái border mà của thằng giống như những thứ bay mà gần thằng Mexico á, là đều có những cái border này, nó kêu là border patrol. Mấy thằng này nó không phải là cảnh sát thường, mà nó là cảnh sát đi để canh biên giới á. Việt Nam mình kêu là cảnh sát gì ta, Việt Nam mình kêu là gì, những hải quan, nó giống giống như này. Tụi này canh biên giới để nó bắt đồ lậu rồi đó, với người qua lậu. Ở thường thường mà mình chạy xe tải cũng đừng có cái gì mấy đồng bạc mà đi chở ba cái đồ lậu, rất là nguy hiểm. Cái chiếc xe tải mình vậy á, chứ nó có máy scan á, nó dòm thấy chân, nó dòm thấy người trong luôn á. Ở mình chở hàng gì á, nó dòm thấy hết á. Thường thường nó có cái máy, nó giống như là cái hình thụ như cái chữ U rồi đó, giống như cái cổng đó, giống như cái cổng cung thành đá banh vậy đó. Nó chữ U rồi đó, nó dính vô trong cái xe. Ví dụ bây giờ nó nghi ngờ xe của mình là có chở người lậu, hay là chở đồ xì ke, hay là chở cần sa rồi đó, là lúc đó nó mới đem chiếc xe nó lại. Nó chạy ngang chiếc xe của mình, tức là nó chụp vô hình chữ U, nó chụp từ trên chụp xuống rồi nè, rồi nó scan chạy ngang rồi nè, là nó dòm thấy mình ở trong, nó chở cái gì hết. Rồi bữa nay bắt đang qua cái border nè, cái hướng border này á, là thường thường á, nó nằm ở những thứ bang mà giáp danh với Mỹ á, là nó kiểm kỹ dữ lắm. Bữa nay là cái lô hàng nó bắt lấy ở là đi đồ bắt về đó, là thường thường cái lô, cái hướng mà từ trong nước Mỹ mà chạy ra Mỹ nó không kiểm kỹ, mà cái hướng từ thằng Mexico mà chạy vô thằng Mỹ á, nó kiểm rất là kỹ, nó sợ đem đồ vô, đồ lậu vô á, như là chở người lậu, nó kiểm kỹ lắm, nó đem chó, đem đồ làm thi ghê lắm. Lại bữa nay như ngày lễ nè, nó kiểm kỹ. Sắp tới lễ lớn này, xong rồi tới New Year nữa. Christmas xong rồi tới New Year. Thường ở đây nó có mấy con chó, nó kêu là K9 đó. Chó mà đi bắt đầu lậu à, cần sa với mai thúy rồi đó. Chó nó mắc cười lắm, nó giống như con khỉ vậy, giống như nó giống như Việt Nam mình kêu là tăng động á, còn Mỹ nó kêu bị hyper đó, giống như nó bị tăng động á, nhảy cái tưng tưng, nó không có đứng yên được, lúc này nó không nhảy cái tưng tưng á. Thì con nghĩ chắc con chó nó hửi ba cái đồ như mai thúy với lại cần sa qua rồi, và nó mới biết được mấy cái đó. Và nó hài bờ lắm, nó lúc nào nó như cô lật đật à, nó không đứng yên được. Mở qua đây nó bác muốn chia sẻ với anh em là lái xe tải đừng bao giờ, với lại quay cho cả nhà mấy anh em Việt Nam coi luôn để biết là qua cái border này đừng bao giờ nên vì mấy đồng lẻ mà đi chợ mấy cái đồ lậu, và nó sẽ mất luôn cái bằng lái của mình luôn á, cái bằng lái xe tải mình á, khi mà bị bắt mình mà chở đồ lậu bị bắt á, là mất cái bằng lái luôn, mất vĩnh viễn luôn á, mất lai luôn á, nó kêu lai là vĩnh viễn á. Thường tới đây nó có cái bảng bên tay phải, để lát mà coi còn kỹ là này. Có cái máy scan hay lắm, nó hình như chữ U nó ập xuống rồi nè, nó chạy ngang xe mình nên là dòm thấy hết luôn, ở trong chở gì thấy hết.
có người là thấy luôn. Để lát nữa bà bắt lợi là coi có nó cái máy nó có để bắt chỉ cho cậu cái. Nó bắt đầu giờ vô cái lặng của nó nè. Thường thường mà mấy cái tiểu bang mà giống như El Paso đó là cũng giáp danh với Mỹ. Ở thằng El Paso á, cái đầu ngoài đường trước khi vô thành phố El Paso cũng có một cái. Rồi cái đường cái đầu đi ra bên kia, đường vô bên kia cũng có một cái, tức là nó chặn hai đường đi ra. Thấy không? Nó chặn hai cái đường đi ra. Tức là từ cái hướng Mỹ mà đi ra vô nước Mỹ á là nó chặn cái đường đó, đi vô nước Mỹ á. Còn mà đi ra nó không khe. Nó đi ra Mexico nó không khe, mà đi vô nước Mỹ nó khe, ra nước Mỹ nó không khe. Đó. Ở nhà thấy không, bên tay phải nó có cái bảng không? Có cái bảng mà có cái nút cam cam đó. Đó cái bảng á. Nó để trên cái bảng á là nhưng đừng bao giờ mà đi chở xe ke. Nếu mà nó bắt được á là nó sẽ lấy bằng lái. Lấy là lấy luôn, nó không có trả lại. Và cái số người mà bị lấy bằng lái là 808 người. Đó cái chữ cầm cam, cái số cầm cam nó ghi đó. Nó bởi đừng bao giờ mà tức là chở xì ke rồi là nó lấy luôn đó nha, nó không có cấp lại nữa, tức là suốt đời mình không like đó, nó để chữ like á là không có trả lại nữa đó. Đây thế nào cũng có con chó à, để con chó nó chỉ cho mắc cười lắm. Nó giống như con lật đật kìa, nó gà tinh tiếu lắm. Đừng qua mấy này mà nghĩ đó, con chó đứng theo không? Con chó nó đứng, thằng nó dắt con chó đó chạy mày không? Đó, nó còn lưng tưng vậy đó. Giống như con khỉ á, lật lật kìa. Xe ngang rồi đi ngang nó cũng hửi á. Có đó bữa nào vui lấy tiêu á, mình bỏ xuống cho nó hửi ha. Đó, nó theo đứt xe nó hửi thấy không. Mà chó mà bắt xì ke ngộ lắm, nó không có bự ra, nó nhỏ vậy đó, nhon vậy đó. Nó không có bự. Khi này để cái hình khi này mình cái trái đó không? Thường tới đây nó hay hỏi mình có citizen không mà tại có quốc tịch là có rất cần phải liêm có quốc tịch hay không, mà nó hay hỏi mình có quốc tịch hay không. Đó cái nhà nó hay hỏi đó cái nhà thấy không, trước mặt thấy không, để bắt chạy chậm ở nhà coi nha. Đó đằng trước mặt đó cái xe nó chui vô thấy không, nó có cái khung thành đó nó chui vô đó là nó bị người nghi ngờ thằng cảnh sát trong cái lồng cu đó kêu nó chui vô đó để bắt chạy chậm cho cả nhà coi nha. Đó chui vô đó, tức là nó nghi ngờ người nào thì nó sẽ bắt người đó chui vô đó là để nó scan chiếc xe đó, nhìn thấy không. Đó nó chạy từ vô bộ chạy chậm rồi coi đó, nó scan xe đó. Nó scan là thấy hết luôn á. Nó bởi đừng có nghĩ mà hô chở ba cái đồ lậu mà qua mặt được tụi nó. À, thấy không? Thấy qua nguy hiểm kìa. Nếu mà có chở đồ lậu chết. Chết chắc. Kiểm cả xe nhỏ luôn á, thường thường á xe nhỏ nó kiểm kỹ hơn xe tải nữa. Nó ra được là thấy khỏe rồi đó, thấy không? Bảo mong cả nhà coi quay cho chị Nam, mấy anh em chị Nam coi để hiểu
cái cách mà tụi bên đây nó kiểm scare như thế nào, nó không giống như Việt Nam đâu, nó vậy đó, mà có scare là nó biết liền, nó hay lắm, có scare là nó biết liền. Nhưng mà Việt Nam mà chờ mà có người theo dõi đâu, nó không cần. Hay bắt biết á, cái mà cục khen á là nó đi ngang nó sẽ thấy nổi lên màu xanh, tại đó bắt có thấy thằng kia nó đi máy bay một lần rồi, nó bỏ cục khen trong cái cây giấy lâu tay á, đi qua cái máy chỗ sân bay đó, nó dòm thấy liền, lại bắt đi sao đó đi trước, nhìn thấy màu xanh nổi lên. Còn như mà cần xa thì không có. Ok, cảm ơn cả nhà đã xem video của bác ha, tới đây ngưng được rồi đó.